Em chọn là lương 50 triệu nhưng mà nhét việc nhà gia trưởng về lừa sinh con. Em nghĩ là lương nhiều nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn giúp việc để mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm chăm con phụ mình. Thì theo em thì em vẫn thích bạn nữ mà chọn lương 50 triệu hơn. Vì mình cứ thực tế đi, lương cao xong rồi về mình thay đổi người ta cũng được mà. Nếu mà một người lương 5 triệu, thế nhưng mà tương lai họ có thể có chí kiếm đủ, họ sẽ kiếm được nhiều hơn thì em sẽ chọn. Tại vì cơ bản là em thấy là những người như vậy là chắc là không có trên đời đâu. Bây giờ đồng ý là tiền rất là quan trọng, nhưng mà không phải có tiền là có tất cả chị. Để có thể phát triển được được bản thân á, tại vì mình phải là một chỗ dựa vững chắc thì những người phụ nữ mà đến bên cạnh mình thì họ mới yên tâm á. Chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một đã tài trợ chính cho chương trình. Và chương trình Ghép đôi thần tốc ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ được kết nối với bốn người tham gia chương trình. Và bây giờ Cát Tường xin lần lượt xin mời quý vị, chúng ta sẽ gặp gỡ bạn trai đầu tiên hay ngồi ở ô cửa màu xanh. Rồi chào em trai ở cái ô cửa màu xanh, em đã thấy chị Tường chưa? Dạ em chào chị ạ, em thấy chị rồi chị. Và bây giờ thì xin mời bạn nữ ngồi ở ô cửa màu xanh. Em thấy chị ạ. Rồi, chào em luôn, dễ thương quá, thấy nhau luôn rồi nha. Bạn nữ ở ô cửa màu đỏ. Dạ, em chào chị ạ. Một chàng trai nữa là chàng trai cuối cùng ở ô cửa màu đỏ, xin mời. Em chào chị Tường. Rồi, chào em. Chị Tường chia sẻ luôn cho các em biết nha. Mình quay online cũng như lúc mình đang quay hình trực tiếp ở sân khấu thôi. Thì chương trình tạm thời sẽ ghép đôi cho các bạn ở những cái ô cửa có cái màu sắc giống nhau. Đó là do là những cái điều mà các bạn đăng ký tham gia chương trình mình mong muốn như thế nào. Mỗi bạn tham gia chương trình ghép đôi thần tốc đều có được hai cơ hội là mình có thể kết nối được với cả hai người. Và mình có quyền lựa chọn một trong hai người đó. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với bốn video clip lần lượt giới thiệu bốn nhân vật tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi nhé. À, vẫn thường nói nếu có duyên, những người yêu nhau sẽ tìm thấy nhau trên đường đời tấp nập, hoặc nếu ông trời đã định nào của nhau thì chắc chắn sẽ thành đôi. Em cũng vậy, em tin rằng một nửa của mình đang ở đâu đó ngoài kia. Có chăng là do thành phố này đông đúc, tắc đường quá nên tình yêu đến chậm chút thôi. Chào anh, em là Như Quỳnh, cô gái 25 tuổi, đến từ Bắc Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Em không phải là một cô gái mềm mại, dịu dàng như nước. Em không hay nói những lời tình cảm, lãng mạn. Em đơn giản, hay cười, độc lập và tự chủ trong cuộc sống. Em thích du lịch, khám phá những vùng đất xa xôi, thích thử thách bản thân với những điều mới lạ. Nếu anh đủ can đảm để yêu một người con gái thích làm một cơn gió tự do như em, thì hy vọng rằng trong những chuyến đi sắp tới của em sẽ có anh. Xin chào mọi người, mình tên là Lan Chi, hiện tại mình đang sinh sống tại Bến Tre, mình sinh năm 95. Công việc trước dịch của mình đó là huấn luyện viên gym, nhưng hiện tại thì tình hình dịch Covid nên mình tạm nghỉ, quyết định là mình trồng trọt và chăn nuôi tại nhà. Mình mời bạn tham quan khu vườn nhà mình và đàn gà của mình nha. Sở thích của mình đó là đi du lịch, nấu ăn, và mình rất là yêu động vật, nhất là những con người dễ thương này nè. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Hà Xuân Cường, năm nay mình 31 tuổi. Mình sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Lâm Đồng đầy nắng và gió. Gia đình mình ở đây thì hiện có chăn nuôi bò sữa. Quanh nhà mình thì toàn trồng cỏ voi với lại có trồng bắp để nuôi bò không à. Hiện tại thì công việc của mình đang làm là thủ kho của Tôn Hoa Sen. Thường thường thì sau một ngày làm việc vất vả thì mình hay có thói quen là tập gym tại nhà với các bài tập đơn giản, ví dụ như là hít đất hoặc là tập tạ tay. Buổi tối mình thường hay nghe nhạc hoặc là xem phim. Đặc biệt là mình rất là thích đọc sách. Cuộc sống ở đây thì khá là yên bình, đặc biệt là khí hậu rất là dễ chịu. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Khánh. Mình là một người khá năng động, vui nhộn, rất thích hòa mình vào những cuộc vui hoặc là những bữa ăn uống nhẹ nhàng với người thân, bạn bè. Khi đó là nơi mình có thể chia sẻ tâm tư với họ. Đó cũng là những cái ưu điểm của bản thân. Công việc chính của mình là làm về leader, về marketing, sự kiện.
cho chuỗi về nhà hàng và nightclub. Ngoài ra hiện tại mình còn làm thêm về mảng tài chính công nghệ. Chính vì những áp lực vì sự thành công sớm nên mỗi ngày mình luôn trao dồi thêm kiến thức cả về lý thuyết và thực tiễn trong mọi vấn đề và tình huống. Tuy nhiên, đó cũng là khuyết điểm lớn của mình khi có thể bỏ qua những sự quan tâm của những người xung quanh và nhất là rất hay quên khi việc chăm sóc bản thân. Tôi từng mua bột giặt kèm nước xả vải. Bột giặt giòn 2-in-1 mới, làm sạch nhờ công nghệ enzyme từ châu Âu và làm mềm nhờ khoáng chất dưỡng vải. Đồ sạch bong, thơm và mềm. Giờ tôi chẳng cần mua nước xả vải nữa. Bột giặt giòn 2-in-1, giặt và xả tất cả trong một. Rồi, như vậy là chúng ta đã cùng được xem qua hình ảnh của 4 nhân vật tham gia chương trình. Bây giờ tôi đố các bạn nè, ai ngồi ở vị trí nào? Bạn nữ mặc áo vàng á, đố em đó. Em đoán là anh ở Lâm Đồng thì sẽ ở ô màu đỏ, còn anh mà làm marketing thì sẽ ở ô màu xanh. Thế còn bạn gái mặc áo màu đỏ thì em đoán như thế nào? Dạ chị, em đoán ngược lại, là chị trai Lâm Đồng thì ở màu xanh, còn chị trai marketing thì ở màu đỏ. Chà, căng à nha, căng à nha. Các chàng trai của tôi giờ đoán làm sao đây? Bạn trai ở ô màu xanh, bạn đoán làm sao? Khi bạn ở ô màu đỏ là bạn làm ở phòng gym, còn bạn ở ô màu xanh là làm ở ngoài Bắc Giang. Rồi, còn bạn cuối cùng, bạn còn lại? Em cũng đoán là bạn ô màu đỏ là Bến Tre, còn bạn ô màu xanh là ở ngoài Bắc Giang. Để xem coi, các bạn cứ từ từ khám phá nha, để coi mình đoán đúng hay đoán sai, vậy cho nó mới tò mò, nó mới hấp dẫn. Bây giờ chị xin mời bạn nữ ngồi ở ô cửa màu xanh, xin mời em hãy giới thiệu về mình một xíu, những cái điểm mạnh, điểm yếu của em, rồi không biết là trong cái mùa dịch này thì cái cuộc sống như là sinh hoạt của em như thế nào. Em chào chị Tường và em chào tất cả mọi người. Thì đầu tiên em xin tự giới thiệu, em là Như Quỳnh. Trong cái thời điểm dịch này thì có lẽ em cảm thấy mình may mắn, vì thật ra em vẫn được làm việc ở nhà, sau đó thì có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân mình hơn. Vậy là giờ mình đoán, từ từ mình đoán nha, đoán biết là nãy mình đoán sai hay đoán trúng là giờ mình phát hiện rồi đó. Rồi, mời em trai ở ghế màu xanh. Xin chào mọi người, mình tên là Quốc Khánh, mình 24 tuổi, mình đến từ Sài Gòn, quê quán ở Vũng Tàu. Nhưng mà mùa dịch này thì công việc của em nó có bị ảnh hưởng nhiều không? Dạ, tất nhiên là có, tại vì cái đặc thù về cái nhà hàng và về ba club thì nó cũng đóng cửa hết mà. Em đang làm thêm về mảng tài chính công nghệ mùa dịch này, cũng giúp mình kiếm được thu nhập ở mùa này. Cố gắng đợi hết Covid để cả nước có thể hoạt động lại và em có thể làm được công việc truyền thống của em thôi. Quốc Khánh, em nói 24 tuổi là em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 98 á chị. Năm 98 hả? Rồi Như Quỳnh là sinh năm bao nhiêu cơ? 96 chị ạ. Trời ơi, nhất gái lớn 2, nhìn trai lớn 1 nha. Thế Khánh, mình có ngại quen với bạn gái mà lớn tuổi hơn mình không? Nói chung là em cũng không ngại chị, chỉ cần có lý do thôi. Thế còn Quỳnh, mình có ngại yêu xa không Quỳnh? Chắc là cũng có chút chút chị ạ. Có chút chút ha. Đôi lúc mình cần cái gì nhỏ nhẽo, không có bạn trai bên cạnh để dỗ dành, để gọi là ga lăng, rồi lo lắng cho mình ha. Rồi, bây giờ chúng ta đã tạm có một vài những thông tin về cái cặp đôi ngồi ở ô cửa màu xanh rồi. Chúng ta sẽ tìm hiểu tới cặp đôi ở ô cửa màu đỏ. Rồi, xin mời em gái giới thiệu nha. Dạ, em xin chào chị, em xin các tường và chào tất cả mọi người. Em tên là Lan Chi, em sinh năm 95. Hiện tại thì em đang ở nhà trồng trọt và nuôi. Hồi nãy là cái chỗ nuôi vịt đó hả, là nhà mình luôn á hả cơm? Dạ đúng rồi, em nuôi khoảng 200 đến 300 con. Wow. Gà, đó là gà non. Rồi hết vịt là bỏ gà lên, chơi lên thành phố lại đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì ngoài bây giờ ở dưới quê, ngoài việc mà nuôi gà rồi tập gym rồi lúc rảnh rỗi nữa thì trong nhà em làm gì? Nấu ăn, rồi mình làm mấy đồ handmade chị, giống như là cái vàng chậu hoa treo tường nè, mình làm từ gốc dừa với lại mấy cái cây cổ á, mình làm lại thành một cái dạng hoa treo tường. Bình thường mà lúc không có dịch đó, em ở trên thành phố là em ở quận mấy? Dạ em ở quận 7. Biết hỏi chi không, tính xin gì nào hết dịch dưới quê lên nhớ đem lên mấy cây đó tặng tôi mê cây cỏ dữ lắm. Ok, bây giờ thì rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lời giới thiệu của bạn trai ở ô cửa màu đỏ, đó là bạn cuối cùng rồi ha. Em chào chị Cát Tường ạ. Em tên là Hà Xuân Cường,
Trước kia thì em có làm việc và ở dưới Sài Gòn khoảng tầm 7 năm, tới năm 2018 thì cảm thấy nó không ổn, cho nên là em về Lâm Đồng để xây dựng lại sự nghiệp. Hiện tại thì hiện tại thì bò sữa là ba mẹ em đang ở nhà nuôi ạ. Nhà em hiện tại thì đang được khoảng 17 con ạ. Hiện tại thì công việc của em là như thế nào? Hiện tại thì em đang làm quản lý kho hàng cho bên tập đoàn Tô Hoa Sen ạ. Dịch này vẫn làm hả em? Làm online hay là vẫn đi làm bình thường? Dạ, dịch này thì bọn em tập trung ra ngoài chi nhánh, ăn, ngủ, ở và làm việc ở ngoài luôn, trực tiếp tại chi nhánh là không được về nhà. Chúng ta sẽ giới thiệu một chút xíu về tình trường của mình nè, cũng như là cái mẫu người lý tưởng của mình nè. Rồi, bây giờ chị Tường sẽ hỏi bạn Quốc Khánh trước. Quốc Khánh ơi, mình trải qua mấy mối tình rồi hả Khánh? Em thật ra là cũng trải qua cũng khá, cũng cỡ 3-4 người chị. Mối tình ấn tượng nhất đó thì chắc chắn là tình đầu của em rồi. Nó ấn tượng không phải là vì quen đầu tiên, mà nó ấn tượng là vì là kiểu như là quen nhau, xong rồi chia tay, xong rồi em với bạn đó quen cũng vài người, xong bắt đầu lại quen nhau lại. Đúng như kiểu là gọi là luật hấp dẫn á, cũng quen đi quen lại tầm 2 lần thôi. Thì bây giờ thì gần như là em với bạn đó gọi là chỉ làm bạn thôi thì. Ok, chị hiểu rồi. Quỳnh ơi, thế Quỳnh thì mình cũng đang ngồi ở ô cửa màu xanh ha. Chị sẽ hỏi thông tin của hai bạn luôn. Thì Quỳnh này mình trải qua mấy mối tình rồi Quỳnh? Hơn ngày trước nhưng mà em chưa trải qua mối tình nào. Có lý do gì, nguyên nhân tại sao mà mình chưa có mối tình nào không? Chia sẻ với chị Tường với. Thật ra cuộc sống của em cũng bận rộn. Bạn đi học, bạn đi làm. Xong rồi xung quanh thì có gia đình, có bạn bè, nên là lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ. Em không có nghĩ tới chuyện tình cảm yêu đương cho đến gần đây. Khi mà công việc bắt đầu đi vào ổn định rồi mới cảm thấy ok, mình cần tìm một nửa của mình để có thể hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái mẫu người bạn trai là người như thế nào? Kiểu trong tình cảm thật ra thì em cũng hay, không biết là có phải mơ mộng một chút không ấy, nhưng mà em muốn một người nào đấy mà cho em cái cảm giác thân thuộc, sẽ như là như bố mẹ em ở nhà ấy. Em muốn một người đàn ông nào có thể vừa giống như bố em mà rất là tình cảm, chăm lo cho gia đình, xong rồi thương vợ con, còn mẹ em thì lại đảm đang, giỏi kinh tế. Thì em cũng muốn một người đàn ông nào đấy có những cái tính chất đấy để cho em được cảm thấy an toàn và gần gũi. Thế thì quay lại với chàng trai của mình là Quốc Khánh, mẫu người lý tưởng của em sao? Em cũng không có một mẫu người lý tưởng. Hợp suy nghĩ thì mình đến với nhau thôi. Nói chung là nếu mà họ có một vài điểm xấu thì cũng rất là bình thường mà. Thì ai cũng có điểm xấu. Hiện tại thì em cũng cố gắng để có thể phát triển được bản thân á. Tại vì mình phải là một chỗ dựa vững chắc, thì những người phụ nữ mà đến bên cạnh mình thì họ mới yên tâm á. Em có ngại yêu xa không? Em bình thường mà, tại vì thực ra là công việc của em thì lâu lâu nó cũng đi lại rất là nhiều. Thế ra là quê quán và họ hàng của em là vẫn ở ngoài Bắc hết, chỉ có ba mẹ em là trong Nam lập nghiệp thôi. Bây giờ thì Lan Chi ơi, em hãy giới thiệu cho chương trình biết nha, tình trường của em như thế nào. Dạ chị ơi, em trải qua cũng nói chung là cũng nhiều, nhưng mà để về sâu đậm thì chỉ có hai mối tình thôi. Đó là mối tình hồi đi học đại học được một năm á chị, rồi hai người yêu xa. Em thì học ở trên Sài Gòn, bạn đó ở Bến Tre, nên là hai tụi em về vấn đề khoảng cách địa lý á, nên là hai tụi em chia tay. Bạn đó đi lấy vợ. Rồi mối tình thứ hai là gần đây nhất, em với bạn đó quen cũng được 8 tháng mấy, nhưng mà bạn đó có người thứ ba nên là em chia tay bạn đó. Em phát hiện ra hay là ai nói em biết? Dạ, em phát hiện ra chị. Giống như là con gái mình nó có linh tính á, khi mà người ta có sự thay đổi là mình bắt đầu mình sẽ biết ngay, mình để ý ngay là mình sẽ phát hiện ra. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Dạ, mẫu người bạn trai của em thì phải độc lập về tài chính trước đã, và biết suy nghĩ cho tương lai, chứ không phải là kiểu như là còn ham chơi thì em không thích lắm. Có cái tiêu chuẩn về ngoại hình như thế nào không? Đối với em ngoại hình thì không có thành vấn đề, tại vì ngoại hình mình có thể thay đổi được. Em là huấn luyện viên khi mà, nên là muốn mập hay ốm gì là em về em huấn luyện hết. Cũng nghe được tiêu chí của em rồi ha. Thế bây giờ quay lại với bạn trai ở cung cửa màu đỏ nha. Cường ơi, mình kể về tình trường của mình đi Cường. Tình trường em thì chỉ có một mối tình chính thức thôi chị. Còn nữa thì có ba mối nhưng mà không có chính thức à. Ba mối mà không có chính thức là sao? Hai mối tình em đơn phương người khác ạ.
Còn một một cái thì một mối thì em hai hai bên không có đến được với nhau. Lý do tại sao không đến được với nhau? Em gặp gặp bạn đó thì bạn đó đã có người yêu rồi. Trời đất ơi. Ủa vậy là có hai người có yêu nhau không? Dạ cũng có nảy sinh tình cảm vậy, nhưng mà chỉ duy trì ở mức gọi là bạn bè thôi chứ không có vượt quá gì. Dạ. Hai mối đơn phương rồi một mối thì anh mãi mãi là người đến sau. Rồi bây giờ mình nguyện vọng muốn tìm một cái người bạn gái như thế nào nè, tiêu chuẩn như sao nè? Em thì cũng thích mẫu phụ nữ là biết nấu ăn với lại quan tâm đến mọi người với lại biết chăm sóc gia đình. Vậy cũng đơn giản ha. Bây giờ thì chị biết là các bạn cũng rất là tò mò rồi. Hồi nãy giờ là các bạn không có được nhìn thấy mặt nhau. Thế thì bây giờ chị Tường sẽ cho các bạn cùng kết nối và tất cả chúng ta sẽ nhìn thấy nhau và nói chuyện với nhau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần mở cửa trái tim. Các bạn thấy nhau chưa? Dạ rồi chị. Ok chị. Em thấy rồi. Không biết là hiện tại cảm xúc của em như thế nào hả Cường? Dạ, cảm xúc của em hiện tại cũng hơi hồi hộp chút chị. Em thấy thì bạn nữ màu đỏ thì nhìn có vẻ khá là cá tính. Bạn nữ bên màu xanh thì cảm giác là đầm tính hơn, có vẻ là dịu dàng. Rồi còn Khánh. Cảm xúc của Khánh hiện tại như thế nào Khánh ơi? Cũng giống với anh Cường á, là thấy bạn màu đỏ thì nhìn hòa đồng với nhìn trông năng động á. Còn bạn màu mặc áo màu vàng thì đúng là người phụ nữ của gia đình luôn á. Nó nhìn trông dịu dàng. Thế thì Như Quỳnh, cảm xúc của em hiện tại như thế nào khi nhìn thấy hai chàng trai của chương trình? Đầu tiên là thấy vui chị ạ. Thấy hai bạn rất là kiểu sáng sủa đẹp trai. Khá là uy nhìn ạ. Với cả em hơi kiểu các bạn nhận xét về em là phụ nữ của gia đình mới nhẹ nhàng thì chắc nó chỉ đúng một phần thôi chị. Sao hôm nay chắc mặc cái váy này đâm ra là nó hơi nhẹ nhàng xíu. Thì mình em không được nhẹ nhàng. Ok, vậy một lát nữa mình trao đổi, mình cứ thể hiện để người ta có thể thấy rõ được cái tính cách của mình nha. Vậy thì còn Lan Chi, cảm nhận của em như thế nào ngay giờ phút này? Dạ em chào tất cả các bạn. Thì em thấy hai bạn nam đẹp tiếng giống em. Mới bước đầu là em thấy hai bạn nam nhìn cũng đẹp trai, nhưng mà bạn áo trắng thì nên tăng cân xíu thì bạn hơi ốm. Là bạn ở ô cửa màu đỏ đó phải không? Là nên ăn chút xíu phải không? Hơi ốm đúng không? Dạ, đúng rồi. À, anh ở ô cửa màu đỏ đó là anh Xuân Cường đó, anh nuôi bò sữa đó, cũng có thú chăn nuôi giống em đó. Rồi, thế thì bây giờ để cho các bạn dễ trò chuyện với nhau nè, dễ hiểu được nhau nè. Bây giờ chị Tường sẽ ra chủ đề của ngày hôm nay để rồi cả bốn chúng ta cùng nhau trao đổi nha. Nếu lấy chồng, bạn sẽ chọn người thế nào? Lương 5 triệu, biết chăm con, giúp đỡ vợ, hiền lành, sợ vợ. Lương 50 triệu, nhát việc nhà, gia trưởng, lười chăm con. Chà, cái này khó à nha. Tao nói cuộc đời không có gì là hoàn hảo hết, được cái này phải mất cái kia. Và cuộc đời nó có những lúc nó bắt ta phải lựa chọn rất là éo le. Lan Chi, em hãy nói quan điểm của mình trước cho chị Tường nghe, với mọi người cùng nghe nè. Dạ, em chọn là lương 50 triệu nhưng mà nhét việc nhà, gia trưởng và lười chăm con. Tôi thích cô này nè, lý do tại sao em lại chọn như vậy? Dạ, tại vì á, cuộc sống của mình á, thì phải bây giờ nó càng khó khăn với lại dịch bệnh nữa, nên là em nghĩ là luôn nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn việc để mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm con phụ mình. Ngoài ra mình có thể có tiền để mình đi làm đẹp cho bản thân. Em ơi, vậy là em tưởng tượng đó, em ước mơ nó đẹp quá rồi. Em phải nên nhớ cái ông làm ra 50 triệu đó là cái ông nó rất là gia trưởng. Ông quan điểm của ông phụ nữ là phải ở nhà làm việc hả, chứ làm gì có cái vụ đưa cho em 50 triệu để em đi ra ngoài tung tăng làm đẹp. Cái người chồng gia trưởng là cái người chồng chỉ muốn vợ ở nhà chăm sóc cho con cái, quán xuyến việc nhà, chưa chắc ông cho tiền để mà mướn người giúp việc nữa nha em nha. Sao? Dạ vậy nhưng mà em cũng chọn đáp án đó, lương 50 triệu. Em sẵn sàng ở nhà là làm việc nhà và chăm con đúng không? Dạ đúng rồi. Một cái quyết định rất là quyết liệt, rất là khẳng khái. Có nghĩa là chấp nhận có thể cực khổ một chút xíu, bắt đầu bù tóc rối một chút xíu, nhưng mà trong túi có tiền, gia đình có tiền. Rồi,
Bạn Như Quỳnh, em thì lựa chọn như thế nào và cho chị biết tại sao em lại lựa chọn như vậy? Còn nếu mà để mà phải chọn ý, thì em sẽ chọn là người nào thương em. Ở đây chưa có nói tới vấn đề thương hay không thương. Nhiều khi anh nào cũng thương hết trơn á, anh nào cũng thương vợ đó. Thì nếu mà một người lương 5 triệu, thế nhưng mà ở tương lai họ có thể có chí tiến thủ, họ sẽ kiếm được nhiều hơn, thì em sẽ chọn. Còn nếu mà lương 5 triệu, thế nhưng mà người ta lại có tư tưởng là an toàn, không chịu phấn đấu, rồi nghĩ như vậy là đủ, thì em sẽ không chọn. Còn với một người lương 50 triệu, người ta làm ra cần đấy tiền một tháng, thì có nghĩa là người ta sẽ phải dành rất là nhiều thời gian cho công việc, sẽ không có thời gian để làm việc nhà, rồi cũng không có thời gian để chăm con. Vì không có thời gian nên mới dẫn đến cái lý do đấy thì em chấp nhận được. Còn nếu mà cậy là tôi làm ra tiền nên là những cái phần kia tôi không làm ấy, thì không thể chấp nhận được cái đoạn đấy ạ. Còn hai người đàn ông như nhau, người lương 5 triệu, người lương 50 triệu, thì em phải hiểu cái người 5 triệu là người ta không có ý chí tiến thủ rồi, người ta sợ vợ và chỉ ở nhà phục vụ vợ con. Còn cái người 50 triệu giống như em nói là đúng rồi đó, ta phải đầu bù tóc rối với công việc người ta mới ra được cái lương 50 triệu. Và như vậy thì người ta về đến nhà là người ta chỉ là công việc cá nhân, nghỉ ngơi hoặc là thư giãn, giải trí một chút xíu. Nó là như vậy, em chọn đi. Thế thì chắc là em sẽ chọn lương 5 triệu, thương vợ thương con, làm việc nhà. Tiền thì em có thể kiếm được, thế nhưng mà em muốn tự chủ trong cuộc sống của mình. Nếu mà sống với một người mà không thương mình mà lại còn gia trưởng như chị nói thì chắc là em không sống nổi á. Có nghĩa là em sẵn sàng, em nghĩ rằng là mình có thể có tạo ra được cái thu nhập hỗ trợ cho chồng mình, nếu chồng mình làm lương thấp hơn mình cũng không ngại. Nếu mà bắt buộc phải chọn thì em sẽ chọn như thế. Còn nếu mà okay, tự do để chọn thì chắc em phải vậy chị ạ. Ở vậy luôn, khỏi chọn ai hết không? Rồi, sao hai chàng trai của tôi ngày hôm nay sau khi nín khe nghe sự lựa chọn của hai cô gái thì bây giờ đến phiên hai anh phát biểu nè, hai anh thì có suy nghĩ như thế nào? Nói chung là cái câu hỏi đó cũng khó đó, tại vì cơ bản là em thấy là những người như vậy là chắc là không có trên đời đâu. Còn nếu mà gặp trường hợp thật sự mà phải chọn lựa giữa lương 5 triệu và như kia và lương 50 triệu như này á, thì theo em thì em vẫn thích bạn nữ mà chọn lương 50 triệu hơn. Vì mình cứ thực tế đi, lương cao xong rồi về mình thay đổi người ta cũng được mà. Thật ra khó nhưng mà là có đó, tụi em nó không có là không đúng đâu. Trên thực tế là có rất nhiều như vậy. Và cái người làm chủ kinh tế người ta chỉ muốn những người khác phải phục vụ mình thôi. Bản thân tại sao chị Tường phải ở một mình, chị Tường ế? Tại vì chị làm chủ kinh tế mà, chị làm ra tiền mà. Cho nên chị cũng muốn cái người bạn trai của chị cũng phải phục tùng những cái suy nghĩ của chị. Cái người đàn ông đó của chị không có được can thiệp quá sâu vô những cái quyết định của chị. Cái những cái người chồng mà thành đạt cũng vậy đó tụi em. 50 triệu rồi đó là em thoải mái rồi. Đó, em ở nhà đi, em đừng không cần phải đi làm. Em đi làm sao mà tôi đi làm, rồi em đi làm rồi con ai coi. Những cái quan điểm người ta gia trưởng là như vậy. Còn ngược lại, chị nói thẳng luôn, cái chàng trai mà đã 5 triệu mà ở nhà là đã không có chí cầu tiến rồi. Cái người vợ đó là cái người vợ đã nắm quyền rồi. Mà người vợ nắm quyền thì nó quay lại trường hợp giống như chị đúng không? Chứ 5 triệu giờ sao sống? Cuộc đời nó là như vậy, có rất nhiều luôn. Và khi mình không có chọn được cái người phù hợp thì ở vậy gọi là ế. Đấy, ế. Mình may mắn lắm, mình mới gặp được một cái người cùng quan điểm để cùng yêu thương chăm sóc. Rồi, ý của Cường thì như thế nào? Bây giờ đồng ý là tiền rất là quan trọng, nhưng mà không phải có tiền là có tất cả chị. Theo quan điểm như vậy chị nói á, thì em thấy là ảnh chỉ đi làm về xong rồi ảnh quăng cho vợ một cục tiền đó, còn tất cả các công việc ở trong gia đình là vợ là người làm hết. Cuộc sống như vậy á, thì đồng ý là có thể thời gian đầu á, thì mọi thứ nó sẽ bình thường, nhưng mà về lâu về dài á, thì trong cuộc sống gia đình nó sẽ xảy ra nhiều cái mâu thuẫn. Tức là không phải là ăn kiếm tiền nhiều là có thể là gia đình nó sẽ êm ấm hoặc là nó được lâu dài. Còn mà bên vế của cái anh chàng mà làm lương 5 triệu một tháng mà biết phụ giúp chăm lo cho gia đình này kia, thì đồng ý là có thể là cuộc sống vật chất nó không được đầy đủ. Vợ là người kiểu người cầm cán, là người gọi là người đưa ra quyết định chính ấy. Có thể là anh chồng thì anh phải kiểu hạ thấp mình chút. Nhưng mà em nghĩ là ở bên vế này thì cuộc hôn nhân, nếu mà nói về cuộc sống gia đình ấy, thì nó sẽ bền lâu hơn lại với lại cái anh mà bên 50 triệu. Tại vì bây giờ đâu phải có tiền là mình sẽ hạnh phúc được đâu. Cuộc sống nó cũng khó nói lắm. Nhiều khi mình nghĩ vậy nhưng mà trên thực tế nó không có giống như vậy. Nhưng mà đó là cái suy nghĩ riêng của các bạn. À, tôi cũng mong muốn có chàng trai nào hơi chịu khó, chịu lép vế với tôi chút xíu thôi. Trời ơi, là sống chung với nhau là hạnh phúc rồi. Chứ bây giờ mình kiếm cái người đâu mà vừa đẹp trai, vừa thành đạt, vừa có tiền, vừa yêu thương mình nữa. Ở đâu ra? Không có đâu.
Thế thì nãy giờ cũng lắng nghe nhau hết trơn rồi. Giờ chị Tường muốn các bạn sẽ trao đổi trực tiếp với nhau một chút xíu nè. Em cũng muốn đặt câu hỏi cho bạn, hai bạn luôn ạ. Em ở Lâm Đồng thì chẳng hạn, ví dụ hai bạn ở, một bạn ở Sài Gòn với một bạn ở ngoài Hà Nội á, thì ví dụ như là hai bên mà đến được với nhau á, thì hai bạn có chấp nhận là ví dụ mình về Lâm Đồng làm dâu? Dạ, trước khi trả lời câu hỏi của bạn thì em cũng muốn hỏi lại bạn là ví dụ như là nhà gái có đủ điều kiện để mời bạn nam sống chung với gia đình vợ luôn thì bạn nam suy nghĩ như thế nào? Ở chỗ gia đình vợ thì đủ điều kiện để cho mình lập nghiệp luôn á. Cái đó thì theo anh nghĩ thì nó tùy thôi. Ví dụ như gia đình anh hiện tại thì nói chung là điều kiện cũng khá là đầy đủ, cũng không thiếu gì hết. Và gia đình bên đó cũng điều kiện cũng đầy đủ, không thiếu gì hết. Thì kiểu hai bên mà đến được với nhau hoặc là muốn tiến xa hơn á, thì chắc lúc đó sẽ thảo luận lại. Mình có thể thảo luận đưa ra một cái phương án mà hợp lý nhất. Thì nếu như là hai người yêu nhau thì nói chung sẽ tìm ra cách để mình có thể ổn thỏa hai bên hai, cái đó là, nhưng mà trước mắt thì hai người phải yêu nhau đã. Thôi được rồi, như đó là để hiểu cái suy nghĩ cũng như là cái quan điểm sống của các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cái gì cho nó vui vẻ lên một xíu nè. Đó, để mà chúng ta bắt đầu đi đến cái phần quyết định chọn lựa. Bây giờ mình có quà tặng dành cho nhau đi. Chi? Em có thể hát tặng. Nền như mô tô không phải thương sát nhau hôn theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua chấm em mình bao tiết luôn trái tim. Và ta nhặt lại từng cây từng giây, em vẫn xót xa cho chính đời mình. Vì người em yêu đã dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Cây em như hoa nhạt màu anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi qua mỗi tình. Dạ em xin hết ạ. Còn Quỳnh ơi, Quỳnh tặng một món quà gì cho chương trình đi nè. Thật ra thì em không có năng khiếu về mấy khoản này lắm. Chi hát hay quá. Và chắc là em cũng sẽ tặng mọi người một đoạn nhỏ thôi trong bài hát mà em yêu thích. Okay. Thì bài hát này cũng nói okay. một cái kiểu như là mỗi người đàn ông mà em sẽ chọn ấy, kiểu người em thích trong bài Like My Father của Jack. I need a man who patient and kind, get out of the car and hold the door. We wanna dance in living room light, waiting a sunny for mango. Always someone who make me feel young. I need a man who loves me love. My father loves my mom. Em xin hát ạ. Wow, dễ thương. Rồi, giờ hai bạn trai tôi đơ hình rồi phải không? Hai bạn nữ cũng rất là tuyệt vời ạ. Hát, bạn nào hát cũng hay hết ạ. Bạn nào cũng xinh hết. Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đến với cái phòng 3 của chương trình với tên gọi là Khoảnh khắc quyết định. Các bạn sẽ có biểu tượng trái tim màu xanh, trái tim màu đỏ và cái biểu tượng mặt cười. Sau 5 giây các bạn đưa ra cái quyết định của mình. Nếu mình muốn hẹn hò đối phương ở cái ô cửa màu nào thì mình sẽ đưa cái trái tim màu đó lên. Nếu như các bạn cảm thấy là hôm nay chưa tìm được một tiếng nói chung với ai đó hết thì mình có quyền đưa cái biểu tượng mặt cười lên. Đó là quyền của các bạn. Bây giờ Tường muốn kiểm tra lại là các bạn đã có đủ 3 cái biểu tượng này trước mặt mình chưa? Dạ rồi chị. Ok. Em có đủ rồi chị. Các bạn sẽ nhắm mắt lại. Sau 5 tiếng đếm 5 giây của chị Tường thì các bạn cùng đồng loạt đưa cái biểu tượng của mình lên. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với khoảnh khắc quyết định. Xin mời cả 4 bạn nhắm mắt lại. 1 2 Chúng ta hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim mình và đưa ra sự quyết định cho đúng đắn. 4 Không biết là có phải mơ mộng một chút không ấy,
Nhưng mà em muốn một người nào đấy mà cho em cái cảm giác thân thuộc. Và 5. Em muốn một người đàn ông nào có thể vừa giống như bố em mà rất là tình cảm, chăm lo cho gia đình, xong rồi thương vợ con. Hợp suy nghĩ thì mình đến với nhau thôi. Em nghĩ là luôn nhiều tiền sẽ có thể mình, thứ nhất là mình có thể mướn chị cái mình giúp đỡ cho mình nữa nè, mướn thêm người nấu ăn cho mình nữa, với lại chăm chăm con phụ mình. Tại vì bây giờ đâu phải có tiền là mình sẽ hạnh phúc được đâu. Xin mời biểu tượng của cả bốn bạn. Cười, còn bên đây mặt cười luôn hả? Ôi trời ơi, sao ngày hôm nay các bạn cười nhiều vậy? Chỉ có bạn Quốc Khánh là đưa trái tim màu đỏ mà thôi. Như vậy có nghĩa là ba bạn còn lại chưa có cảm thấy rung động hoặc là chưa có cảm thấy tìm được tiếng nói chung với bất kỳ ai ở trong chương trình hết. Lan Chi, tại sao mà em không chọn được chàng trai nào trong chương trình ngày hôm nay? Dạ, như là em đã chia sẻ ngay từ đầu là em không thích yêu xa, em nghĩ là mình làm bạn sẽ tốt hơn. Nhưng mà em mai mốt hết dịch thì em cũng lên thành phố mà, thì sao em không chọn anh Quốc Khánh? Bạn Quốc Khánh thì bạn cũng rất là tốt, nhưng mà về cái quan điểm thì nó không có đồng điệu với em lắm, nên là em chưa có cảm xúc cho lắm, nên là em không chọn. Em là một cô gái rất là thẳng thắn và rất là mạnh mẽ. Còn Quỳnh thì sao? Hồi nãy giờ ai cũng là khen em hết trơn á, mà chị tưởng đâu thể nào em cũng sẽ chọn được một trong hai anh, sao cuối cùng em cũng không chọn anh nào vậy Quỳnh? Với em thì khoảng cách hay là độ tuổi thì nó cũng không hẳn là một lý do quan trọng ấy, mà quan trọng là thời điểm hiện tại em không cảm nhận được cái sự muốn tìm hiểu của hai bạn ấy đến với em ấy. Em quyết định là cười với cả hai bạn thôi ạ. Thế còn Khánh ơi, khi mà Khánh đưa trái tim ra, chọn Khánh là người duy nhất đưa trái tim màu đỏ, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng không có được kết đôi với nhau, thì không biết là Khánh suy nghĩ như thế nào? Thực ra là trong hai bạn thì nói chung là kiểu gì thì em cũng sẽ chọn một trong hai bạn, là tại vì em cũng không có khái niệm là có cái mặt cười nữa. Thì em thấy bạn áo đỏ thì được hơn thì em chọn bạn áo đỏ thôi. Thế còn Cường là như thế nào Cường? Em có suy nghĩ gì trong lúc này? Hai bạn nữ thì đều bạn nào cũng đều tốt hết ạ. Nhưng mà em nghĩ khoảng cách nó hơi hơi xa, cho nên là em cũng hơi ngại cái chuyện đó một chút ạ. Tường cũng rất là tiếc, ngày hôm nay Tường cũng cố gắng hết sức. Tại vì nhìn cái giao diện bên ngoài thì các bạn đều là trẻ, năng động, đều xinh đẹp như nhau hết. Nhưng mà chỉ một ít thời gian không đủ để chúng ta hiểu được và cảm nhận được nhau. Cũng xin chúc cho bốn bạn sẽ tìm được cái duyên của mình, sớm tìm được một nửa yêu thương nha. Kính thưa quý vị, đang theo dõi chương trình, có một chút tiếc nuối trong chương trình ngày hôm nay đúng không ạ? Nhưng mà không sao cả. Và đến với chương trình ghép đôi thần tốc thì dù các cặp đôi không có thành công, các bạn ấy không hẹn hò với nhau, nhưng mà nhãn hàng John một giặt hai trong một, giặt và xả tất cả trong một, cũng sẽ dành tặng cho mỗi người tham gia chương trình mỗi người là một năm sử dụng miễn phí bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 quý vị nha. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng vào lúc 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của MCD Media. Mọi người hãy tải ứng dụng Netlove để được theo dõi chương trình một cách nhanh nhất quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã tài trợ cho chương trình, giúp cho các bạn ở mọi miền có thể kết nối được với nhau trong chương trình. Xin cảm ơn và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại quý vị.